dẫn đường đi Phú Quốc. Quý vị và các bạn đến với kênh Car Passion. Hôm nay mình cùng anh Hoàng Sơn, anh em sẽ có chuyến hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc. Và hiện nay mình đang có mặt tại bến phà Thạnh Thới, Gạch Giá, để đi đến đảo Phú Quốc. Cũng xin chia sẻ mọi người về cái hành trình của mình. Từ sáng nay mình khởi hành vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, và qua hành trình gần hơn 4 tiếng rưỡi, mình đã đến Gạch Giá rất là nhanh, với đoạn đường là 241 cây số. Đặc biệt là sáng nay chúng ta may mắn chúng ta có một trải nghiệm trên đường cao tốc mới. Đường cao tốc mới là đường Lô Tẻ Rạch Sỏi. Đường Lô Tẻ Rạch Sỏi vừa được khánh thành vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Đoạn đường Lô Tẻ Rạch Sỏi có chiều dài 51 cây số. May mắn là đường mới xây nên chúng ta có được trải nghiệm khoảng 80 cây số, 1 giờ 80 cây số trên đoạn đường cao tốc mới. Rút ngắn thời gian nửa tiếng so với chuyến đi hành trình thông thường. Cũng xin chia sẻ mọi người về một chút, khi chúng ta lái xe đến đảo Phú Quốc sẽ có hai tuyến đường. Tuyến đường phổ biến nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đến Hà Tiên. Nhưng mà đoạn đường khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ và một số đoạn đang xuống cấp rất là xấu. Mất 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta đi đoạn đường Gạch Giá thì chúng ta đi mất hơn 4 tiếng rưỡi. Chúng ta ngắn hơn 2 tiếng rưỡi. Nhưng giá vé nó sẽ cao hơn chút xíu và thời gian ngồi trên phà hơn 1 tiếng. Mình cùng anh Sơn sẽ đến phòng vé để mà chia sẻ thêm một số thông tin đến mọi người nhé. Khi chúng ta đến với lại Phú Quốc á, chúng ta cũng sẽ giống như anh Hải vừa mới nói xong, là chúng ta sẽ có hai cách để đi. Một là tới Hà Tiên, hai là chúng ta sẽ tới Gạch Giá. Thì đây là hai cái bảng giá của hai nơi đó. Và ở Hà Tiên, khi chúng ta xuất phát từ Hà Tiên đi Phú Quốc thì sẽ thấy cái mức giá rất là rẻ. Mức giá của hành khách chỉ có 185 ngàn một người thôi, và mức giá xe ô tô là 700 ngàn đồng. Trong khi đó là ở Gạch Giá thì giá sẽ cao hơn hẳn. Mọi người lưu ý nè, những anh em đi xe bán tải là giá 990 ngàn nha, áp dụng cho những cái xe đi bến phà từ Hà Tiên Phú Quốc. Nhưng chúng ta đi bến Gạch Giá tại đây thì giá hành nó sẽ cao hơn. Gạch Giá Phú Quốc giá hành khách là 280 ngàn. Ok. Giá xe ô tô 5 chỗ là 1.3 triệu, và giá của xe 6 chỗ đến 8 chỗ là 1.350 triệu. Nhưng mà ở từ lộ trình từ Gạch Giá để đi Phú Quốc nó xa, gấp tính ra gần gấp đôi so với lại cái lộ trình đi từ Hà Tiên qua. Cho nên là thứ nhất là anh Hải vừa nói là chúng ta sẽ mất thời gian khoảng hơn 1 tiếng. Ngoài ra là cái chuyện mà cái lộ trình đi lại á, nó quá là dài, cho nên là cái chi phí mình sẽ cao hơn. Nhưng bù lại chúng ta sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều qua câu chuyện hành trình đi đường bộ. Tổng cộng chi phí mình đã mua vé cho 4 người và đồng hành chương trình hôm nay cùng một người bạn, xe VinFast Fadin. Việc đặt vé rất đơn giản, mọi người cứ lên trang web thanhthoi.vn, chúng ta tham khảo hành trình, chúng ta liên hệ thoại đặt trước và chúng ta mới tới đây nhận vé và thanh toán tiền. Nên chúng ta nếu có đi trễ không sao hết. Rồi, mọi người tiếp tục hành trình chúng tôi nhé. Anh em mình đang đứng ngay chỗ cảng Bãi Vòng. Thì sau cái hành trình là 3 tiếng rưỡi để ngồi trên tàu thì cảm giác bây giờ đang rất là phê.
hơi phê đấy nhỉ. lần lấy xíu. Cũng xin chia sẻ mọi người là chuyến hành trình từ Rạch Giá nếu đi phà đến cảng Bãi Vòng và Phú Quốc mất khoảng hơn 3 tiếng rưỡi, rất là xa. Nếu chúng ta đi đoạn đường từ Hà Tiên thì khoảng hơn 2 tiếng rưỡi. Nhưng ngược lại chúng ta phải đi mất 2 tiếng đồng hồ đi xe. Dạ. Nghĩa là đi tàu thì mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì tùy mọi người có sự lựa chọn. Chứ em có nghe nói là đi đường về Hà Tiên thì đường nó khá là xấu, cho nên khá là xấu. Đúng là chúng ta tiết kiệm được khoảng 1 triệu so với là đi từ cái phà Rạch Giá đi ra. Nhưng mà cái sự mệt mỏi của mình trên hành trình nó chắc chắn sẽ mệt hơn đi hành trình như thế này. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu đi săn mặt trời đây, đi săn hoàng hôn. Ok, mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Mình sẽ cùng mọi người đi khám phá đảo Phú Quốc bằng chiếc xe nhỏ có vỏ VinFast Ferdin. Động được những cái chướng ngại vật chứa, như là ổ gà, viên đá nó to, nó có thể
đến hồ nước Dương Đông. Đây là cái hồ mà có thể chứa được khoảng chừng 15.000 mét khối. Rồi. Giờ anh em mình đã tới Thiền viện Trúc Lâm thì chùa còn có tên gọi là chùa Hộ Quốc ở Phú Quốc. Chùa có diện tích là 12.000 hecta. Và đây cũng là ngôi chùa lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long luôn. Chùa có một cái vị trí tọa lạc khá là ấn tượng là bởi vì là cái mặt hướng ra ngoài biển và lưng thì tựa vào trong núi. Là khách thập phương khi đến với Phú Quốc, họ sẽ ghé qua thăm chùa, miếng chùa và sau đó họ sẽ đi tham quan du lịch một vài điểm khác. Bây giờ đã kết thúc hành trình của khám phá Phú Quốc của hai anh em. Thì kết thúc hành trình là anh em mình đã đi được là 3 ngày 2 đêm. Thì tổng số km là lúc nãy anh tính là bao nhiêu anh? Gần 600 cây số. 600 cây số. Hành trình đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Rạch Giá là lúc là 241. Đúng rồi. Rồi trời, mình đi Phú Quốc mình đi nhiều ta? Phú Quốc là mình đi từ Bắc Đảo Đông Bảo đi vòng mấy vòng là cũng hơn 200 cây số đó. Thì dự kiến khoảng tầm 250 cây số nữa sẽ về thành phố Hồ Chí Minh. Là tổng hành trình trong suốt hành trình sẽ dự kiến tầm 850 cây số. Thật sự là đây là chuyến hành trình hành xác các bạn ạ. Mình đi mình mệt quá. Thứ nhất là thật sự mình đi để mình trải nghiệm và lái thử chiếc xe mình phải đi này, chứ không có ghé nhiều nơi để mà tắm hồ bơi hay là resort như một số hành trình khác. Theo mình, nếu các bạn lên kế hoạch để mà đi du lịch khám phá Phú Quốc thì ít nhất phải là 4 ngày 3 đêm. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian chúng ta khám phá Phú Quốc hơn là hành trình 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm là hành trình nói chung là hành xác và check in là chủ yếu. Nếu chúng ta đi được 4 ngày hoặc 5 ngày, chúng ta có nhiều thời gian chúng ta khám phá tất cả các địa điểm Phú Quốc. Và hôm nay hành trình từ Bến Phà đi về là Rạch Giá khá ấn tượng, thời tiết khá đẹp nên chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ. So với hành trình lượt đi mình làm 3 tiếng 45 phút. Và thời tiết nói chung là hành trình nó quan trọng về cái thời tiết. Nếu thời tiết êm, biển êm, chúng ta đi rất là nhanh. Còn thời tiết mà không tốt, chúng ta đi rất là lâu và bị say sóng. Mọi người sử dụng những mẫu xe phân khúc nhỏ, chúng ta kêu là đi xa có thể không hợp lý, nhưng mà đối với lại 4 em trên mẫu xe Vespadin, chúng ta đi vẫn rất là thoải mái, rất là vui vẻ, rất là an toàn và rất là thú vị. Thật sự em cũng rất là bất ngờ với câu chuyện là chúng ta đi một chiếc xe nhỏ mà đi khám phá thứ điều gần hết luôn cả cái Phú Quốc, chỉ có những cái đồi đi on drop off drop luôn chơi chứ luôn, tất cả các con đường ở đây đi hết rồi. Rồi đó là những cái chia sẻ của anh em đến mọi người chuẩn bị những chuyến hành trình đi bằng ô tô đến đảo Phú Quốc. Và xin chào, hẹn gặp lại. Rồi xin cảm ơn rất nhiều.